Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ 6, ngày 24 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ động khắc phục rạn nứt tại trường mầm non Vũ Muộn. Huyện Ngân Sơn phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Cạn do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 của tỉnh làm trưởng đoàn, đã có cuộc giám sát đối với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Dự buổi giám sát có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với quy hoạch trong lĩnh vực xây dựng, đến nay, toàn tỉnh chỉ có 1 trên 9 đô thị thực hiện xong việc lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng. 2 đô thị được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang tổ chức lập đồ án quy hoạch. Các đô thị còn lại đang thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch. Về quy hoạch xây dựng nông thôn, hiện nay chỉ có 12 trên 96 xã trên địa bàn tỉnh được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030 và đang tiến hành lập đồ án quy hoạch. Các xã còn lại đang rà soát và lập nhiệm vụ quy hoạch. Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng, các địa phương, đơn vị gặp khó khăn do trùng chéo giữa nhiều loại quy hoạch. Nhân lực thực hiện quy hoạch ở nông thôn còn hạn chế. Nguồn tài chính dành cho quy hoạch còn rất hạn hẹp, trong khi chi phí để quy hoạch rất lớn. Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu góp ý vào các quy hoạch thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường cấp quốc gia. Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất các ngành, lĩnh vực, địa phương, các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh để đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bắc Cạn thời kỳ 2021-2030, đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tế địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu tổ chức thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện với 8 huyện, thành phố. Sở kiến nghị Quốc hội nghiên cứu cho phép Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận như hiện nay, để tạo tính linh hoạt, chủ động cho địa phương, giảm bớt thủ tục hành chính khi thực hiện. Đề nghị sau khi Quốc hội thông qua quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021-2025, Chính phủ nhanh chóng phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các địa phương để các địa phương có đủ căn cứ khi thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các cấp quan tâm đầu tư xây dựng các dự án về kết cấu hạ tầng để các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ý kiến của các sở ngành đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận để xem xét tổng hợp trình Quốc hội. Tiếp tục chương trình làm việc, hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành tại thành phố Bắc Cạn. Thực hiện văn bản của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nông thôn giai đoạn 2021-2030, thành phố Bắc Cạn đã giao Ủy ban Nhân dân các xã, Nông Thượng, Dương Quang thực hiện theo quy định. Về quy hoạch đô thị, trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Cạn. Đến nay, địa phương đã tiếp nhận 2 sản phẩm quy hoạch chi tiết, đã chấp thuận cho một số tổ chức tài trợ không hoàn lại sản phẩm quy hoạch phân khu phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, như Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Nam, Công ty Cổ phần Dicoji 13, Nền móng xây dựng, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Công ty Cổ phần Cosi. Đồng thời, thành phố cũng đã trình các cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch theo quy định, rà soát, chủ động bố trí nguồn lực để lập các quy hoạch phân khu tiềm năng phát triển trong thành phố, để kêu gọi đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch theo luật quy hoạch năm 2019, thành phố Bắc Cạn cũng gặp phải một số vướng mắc, trong đó có việc chưa nhất quán giữa các luật như luật quy hoạch, luật đầu tư công, luật đầu tư, luật xây dựng, luật đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, các nghị định, thông tư liên quan. Khó khăn trong bố trí nguồn ngân sách thực hiện, đội ngũ cán bộ các cấp chính quyền làm công tác quy hoạch chưa có sự đồng bộ, số lượng và chất lượng chưa đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những cố gắng của thành phố trong việc chủ động chỉ đạo các địa phương, ban ngành liên quan thực hiện quy hoạch đô thị theo luật định. Đồng chí đề nghị thành phố Bắc Cạn bổ sung hoàn thiện báo cáo để có căn cứ, cơ sở trình đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp trước ngày 25 tháng 12. Đồng chí tiếp thu các kiến nghị đề xuất của địa phương gửi các sở ngành liên quan để có thống nhất trong thực hiện luật quy hoạch đạt hiệu quả trong thời gian tới. Theo quyết nghị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nari năm 2022, toàn huyện phấn đấu trồng mới 500 hectare rừng và tỷ lệ che phủ rừng đạt 75% trở lên. Theo đó, các địa phương vận động người dân tiếp tục trồng rừng phân tán và trồng lại rừng trên các diện tích đã khai thác. Hiện nay, cơ bản các cơ sở ươm giống trên địa bàn huyện đã chuẩn bị đủ giống phục vụ công tác trồng rừng năm 2022. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, các địa phương sát sao trong công tác chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức của người dân về trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng, tích cực phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và các cây lâm sản ngoài gỗ, thực hiện trồng xen canh ở những diện tích rừng trồng 1 đến 3 năm tuổi để tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện. Ngày 22 tháng 12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đã tổ chức nghiệm thu dự án, điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải tạo vườn mận không đồng đều tại huyện Bắc Nẵm, Ba Bể. Qua 3 năm triển khai, dự án đã điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mận tại huyện Bắc Nẵm và Ba Bể được 155 hộ với diện tích hơn 100 hectare. Qua đó đã lựa chọn được 20 hộ tham gia mô hình cải tạo với diện tích 10 hectare tại 4 xã là Hà Hiệu, Quảng Khê, huyện Ba Bể, xã Nghiên Loan, Xuân La, huyện Bắc Nẵm. Xây dựng mô hình cải tạo 10 hectare vườn mận không đồng đều, năng suất thấp bằng các giải pháp cắt tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, ghép bổ sung mận tam hoa, mận thép và tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc, cải tạo cây mận, qua đó tăng năng suất cây mận lên 304%, vượt mục tiêu của dự án đặt ra là tăng từ 10 đến 15%. Thưa quý vị khán giả, những ngày qua, cô và trò trường mầm non Vũ Muộn, huyện Bạch Thông không khỏi lo lắng khi lớp học xây mới vừa được bàn giao chưa đầy một năm đã xuất hiện nhiều vết nứt. Sau khi nhận được phản ánh, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng tỉnh đã chủ động có giải pháp khắc phục. Năm 2020, dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa huyện Bạch Thông được triển khai. Trong đó có hạng mục 6 phòng học mầm non của trường mầm non Vũ Muộn được xây dựng nhằm hoàn thiện tiêu chí đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2021. Đến tháng 12 năm 2020, công trình được bàn giao cho nhà trường. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2021, các lớp học có nhiều vết nứt trên tường, nền nhà khiến nhà trường không khỏi lo lắng. Cô giáo Hứa Thị Liễu, hiệu trưởng trường mầm non Vũ Muộn đã thông tin đến huyện Bạch Thông và chủ đầu tư để kiểm tra và có biện pháp khắc phục. Ban quản lý dự án tỉnh cũng đã lên để xử lý tạm thời các vết nứt. Và sau đó một thời gian thì các vết nứt thì thấy nó xuất hiện nhiều hơn và có vẻ là nó rộng hơn. Do vậy mà cũng nhà trường cũng với lại các bậc phụ huynh cũng rất là lo lắng về cái lớp học mới bàn giao sử dụng mà chưa hết bảo hành mà cũng đã xuất hiện những cái vết nứt như vậy. Vậy mà chúng tôi thì cũng rất là mong muốn và các cơ quan chức năng xem xét đánh giá để làm thế nào để xử lý cho cái công trình nó được sử dụng lâu dài. Nhận được thông tin từ nhà trường và huyện Bạch Thông, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng tỉnh Bắc Cạn đã đến kiểm tra, sau đó khắc phục các vết rạn nhỏ xuất hiện trên tường. Hiện nay, công trình xuất hiện một số vết nứt lớn hơn, chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tiến hành khắc phục, sửa chữa theo quy định bảo hành. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh đã chủ trì tổ chức buổi làm việc với các đơn vị gồm Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Thông, gửi giấy mời nhưng vắng mặt. Ủy ban Nhân dân xã Vũ Muộn và trường mầm non Vũ Muộn. Qua đó thống nhất sau khi trường mầm non Vũ Muộn công bố đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2021 vào cuối tháng 12 sang đầu tháng 1 năm 2021 sẽ tiến hành di rời người và tài sản để khắc phục dứt điểm. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng yêu cầu nếu những vết nứt tiếp tục phát triển cần thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình để có biện pháp khắc phục triệt để. Thực hiện cái nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thì chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bắc Cạn thì đã chủ động lên phối hợp với nhà đơn vị sử dụng để mong muốn là khắc phục sửa chữa ngay cái công trình này trong cái thời gian bảo hành. Thì khi đó chủ đầu tư sẽ yêu cầu cái đơn vị thi công sẽ tổ chức khắc phục dứt điểm các vết rạn nứt
Thì Sở Xây dựng cũng đã có ý kiến là hiện nay là tất cả các cái kết cấu về phần bê tông như móng, cột, phần hiên thì không có bị ảnh hưởng gì. Và việc này thì chủ đầu tư cũng đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và xin là đến đầu tháng 1 2022 sẽ xử lý dứt điểm. Hiện nay trường Mầm non Vũ Muộn đã sẵn sàng đón nhận công bố đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Ngay sau lễ công bố, việc khắc phục các vết rạn nứt sẽ được thi công ngay nhằm đảm bảo an toàn cho công tác dạy và học. Cùng với đó, nguyên nhân của các vết rạn cần được các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương để có biện pháp sửa chữa. Thưa quý vị khán giả, thanh niên luôn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ mang theo nhiều ước mơ, hoài bão làm giàu, lập nghiệp. Tại Ngân Sơn hiện nay đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Chưa lập gia đình, từng bôn ba ra Bắc vào Nam, nhưng cuối cùng chàng thanh niên hơn 30 tuổi Đồng Văn Trường ở xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn đã lựa chọn quay trở lại địa phương lập nghiệp. Anh Trường đã đứng ra thành lập hợp tác xã, liên kết bà con trong xã trồng khoai lang. Mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều hộ dân với diện tích trồng là gần 1 hectare, năng suất từ 1,7 đến 2 tấn trên 1 hectare. Trồng khoai lang đang trở thành phong trào phát triển kinh tế của địa phương này. Bây giờ có một cháu Trường ấy về thu mua. Hy vọng cháu Trường có về thu mua, có đầu ra thì các chị trồng nhiều hơn, năm sau sẽ trồng nhiều hơn. Hợp tác xã cũng có chiến lược là xây dựng được một vùng nguyên liệu về cây khoai, cây lương thực với quy mô là sẽ nhân rộng ra cả xã nhà hoặc là những nơi nào có địa điểm, có vị trí địa lý, có thổ nhưỡng thích hợp. Vâng, để mà tạo ra sản lượng, hợp tác xã sẽ nghiên cứu đến những loại chế biến sâu về cây khoai, ví dụ như làm khoai lang kén hay tinh bột khoai lang. Thanh niên luôn là lực lượng chiếm tỷ lệ cao trong độ tuổi lao động của xã hội và là chủ nhân tương lai của quê hương. Hiện nay, huyện Ngân Sơn có hơn 9.000 đoàn viên thanh niên. Thông qua nguồn vốn ủy thác, đến nay các cấp cơ sở đoàn quản lý tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng cho gần 1.000 hộ thanh niên vay vốn. Qua đó, giúp nhiều thanh niên được vay vốn, đầu tư phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Mô hình trồng nấm sò do các thanh niên xã Thuần Mang thành lập là một điển hình của sự tập hợp sức mạnh thanh niên. Họ là những thanh niên đã lập gia đình hoặc chưa lập gia đình, cùng chung tay gây dựng mô hình kinh tế, tạo việc làm cho thanh niên địa phương. Vận động những thanh niên trong làng là về cùng nhau góp một số vốn ban đầu, xong là mình về bắt đầu là thành lập một cái hợp tác xã ban đầu, xong là mình bắt đầu làm và sản xuất bắt đầu từ nấm sò, xong là nấm hương, nấm mộc nhĩ. Và tương lai là cũng tính làm cả cái linh chi. Để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, các cơ sở đoàn phối hợp với ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham quan các mô hình kinh tế có hiệu quả trong huyện, tỉnh. Năm 2021, Ban Thường vụ huyện đoàn tổ chức cho thanh niên tham quan mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu của thanh niên tại huyện Nà Rì. Hiện tại, trên địa bàn huyện Ngân Sơn có trên 30 mô hình kinh tế của thanh niên cho thu nhập từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Thực tiễn chứng minh, thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, thanh niên là lực lượng tiên phong trong việc phát triển các mô hình kinh tế làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Thời gian qua, với sự gương mẫu tích cực của mình, người có uy tín trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng trong vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Họ cũng là những người tiêu biểu nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, đặc biệt là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có khoảng 400 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau. Thời gian qua, đội ngũ này đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với quần chúng nhân dân, là nhân tố góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2021, Công an tỉnh đã trực tiếp vận động người có uy tín phối hợp với lực lượng công an các cấp, tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào tập trung được 150 buổi, thu hút trên 3.000 lượt quần chúng tham gia, tập trung tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, địa bàn tập trung đồng bào theo các tôn giáo.
qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 19 về an ninh trật tự trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trên kênh TBK.